Phần 25. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hỏi thăm đường đến nhà ông MN, hỏi ba người trong ga, cả ba đều lắc đầu không biết. Đi ra ngoài sân ga nhìn đường phố vắng vẻ, không có một ai, cả thị trấn giống như một thành phố đã chết. Băng sang bên kia đường, tôi gặp một cụ già bị cụt mất một chân, mặc chiếc áo của người thiểu số, không hiểu là áo của người Nùng hay người Mèo, nhưng lại mặc chiếc quần bộ đội cũ đã bạc màu. Nghe tôi hỏi, cụ ngạc nhiên, nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi nói giọng lạ lùng. Phố xá đây người ta tản cư hết rồi, chẳng còn ai ở đó đâu mà kiếm. Chỉ tay một vòng chung quanh ga, cụ tiếp. Cả cái thị trấn Đồng Đăng này, cả cái huyện Cao Lộc này đều được lệnh tản cư hết rồi. Tất cả bây giờ là vườn không nhà trống, để chống tụi Trung Cộng bá quyền xâm lăng. Bộ anh không biết chuyện đó hay sao? Thưa cụ, tôi từ xa tới tìm kiếm người bà con nên không có biết. Cụ nhìn tôi từ đầu đến chân một lần nữa rồi gật gù. Anh không phải người Hoa tôi biết, vậy làm sao anh lại có họ hàng với hắn? Anh đến tìm thằng MN làm gì? Hắn bị công an bắt cả tháng nay rồi, bị bắt về tội buôn lậu trâu qua biên giới. Tôi ngạc nhiên lẩm bẩm, bị bắt về tội buôn lậu trâu. Cụ già nhìn tôi lắc đầu rồi thấp giọng thì thầm. Thì đó là tội mà mấy người dân ở đây họ nói như vậy. Chứ lão biết hắn ta bị bắt vì tội làm gián điệp cho Trung Cộng. Sau khi nói chuyện với cụ, tôi hoàn toàn chán nản. Như vậy là việc đến gặp ông MN để nhờ ông giúp đỡ cho tôi vượt biên sang Trung Quốc đã không thể được. Tối hôm đó tôi nằm nghĩ miên man, việc trốn tránh ở lại Đồng Đăng tôi thấy rất nguy hiểm và không biết phải chờ đợi cho đến bao giờ. Mà mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi có thể bị công an Việt Cộng phát hiện. Đó là chưa kể những khó khăn khác như ăn ngủ tiền bạc thiếu thốn. Làm sao đủ sống để tôi có thể ăn dầm nằm dề ngày này qua ngày khác. Vì vậy tôi thấy chỉ còn một cách vượt biên một mình. Bình thường chuyện này không có gì khó. Chỉ cần định hướng rồi cắt rừng mà đi. Gặp núi thì trèo, gặp sông suối thì lội. Nhanh thì một vài giờ, lâu thì vài ngày đêm, tôi sẽ vượt qua được biên giới Việt Trung. Nhưng hiện tại toàn bộ vùng biên giới ở các cửa khẩu, việc canh gác vô cùng nghiêm mật, nên chuyện cắt rừng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu chẳng may bị lọt vào tay bộ đội biên phòng Việt Cộng thì dám mất mạng như chơi. Giữa lúc đang lo lắng tìm cách vượt biên, tình cờ tôi quen một anh chàng người Hoa tên là A Cống ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Anh cho tôi biết cả gia đình họ hàng nhà anh đã trở về Trung Quốc từ tháng trước. Riêng anh bị kẹt lại vì phải chờ lấy chiếu khán nhập cảnh của Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội. Anh bảo nếu anh về nước có giấy nhập cảnh của Tòa đại sứ Trung Cộng thì sẽ được đãi ngộ xứng đáng hơn. Không phải đi về các công trường sản xuất mà được ở thành phố, thị xã hay thị trấn làm ăn. Sau một hồi trò chuyện tôi biết anh A Cống cũng là dân buôn dọc qua biên giới. Khi ga Đồng Đăng bị đóng cửa vì những xung đột giữa hai quốc gia, A Cống vẫn tiếp tục buôn bán qua biên giới ở vùng Bản Tà, cách Đồng Đăng khoảng 60 cây số về phía Bắc. Chuyện trò thân mật và tin tưởng ở quyết tâm vượt biên sang Trung Quốc bằng mọi giá của tôi, A Cống mới rủ tôi đi bộ đến Bản Tà, rồi từ đó sẽ vượt qua biên giới Việt Trung. Sau một hồi suy nghĩ, tôi băn khoăn hỏi anh, tại sao mình không vượt biên đâu đó gần Đồng Đăng mà phải đi lên Bản Tà mới vượt biên được? A Cống mỉm cười, chung quanh Đồng Đăng bây giờ có cả chục ngàn người Hoa muốn về nước, nên cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng đều canh phòng biên giới rất kỹ lưỡng. Cả một vùng hơn chục cây số từ đây lên tận Khuối Pò, Nà Phát bây giờ thì một con chim cũng không bay qua lọt. Cuối cùng, tôi đồng ý đi theo anh đến Bản Tà ngay tối hôm đó. Dù sao, trong hoàn cảnh của tôi lúc đó, bất cứ cơ hội gì giúp tôi sang được bên Trung Quốc, tôi cũng vội vàng ôm lấy mà không được phép chọn lựa. Vừa đi vừa nghỉ chừng một đêm một ngày, chúng tôi đến Bản Tà vào chiều hôm sau. Dọc đường đi, tôi phải công nhận A Cống rất thông thuộc địa hình, có tài đặt bẫy cầm thú và nấu nướng trong rừng. Khoảng chập choạng tối, A Cống dắt tôi rẽ vào một con đường nhỏ, đi tới một căn nhà sàn. Anh nói đó là nhà của người yêu cũ của anh. Sau đó anh trở ra nói với tôi, vượt biên ở đây không được rồi. Tôi ngạc nhiên lo lắng nhìn A Cống hỏi, ủa sao vậy? Họ rải mìn đầy khắp các con đường dọc theo biên giới, trâu bò của dân đạp trúng mìn chết ngổn ngang. Tôi giật mình, nếu chuyện gài mìn dọc biên giới ở Bản Tà thì thật là cái chuyện vượt biên của chúng tôi ở đây chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Hoàn cảnh của tôi khiến tôi phải liều lĩnh chấp nhận mọi rủi ro,
nhưng còn A Cóng chắc chắn anh chẳng dại gì phải liều lĩnh như tôi. Tôi ngần ngại hỏi, vậy bây giờ anh tính thế nào? A Cóng nói, trở lại Đồng Đăng chứ còn thế nào nữa. Ngay sáng hôm sau, tôi và A Cóng lên đường để trở lại Đồng Đăng. Tôi quyết định trở về Hà Nội để tìm đường vượt biên qua ngã Móng Cái. Tôi biết thị trấn Móng Cái bên Việt Nam và thị trấn Đông Hưng của Trung Quốc đối diện nhau và chỉ cách nhau có một con sông Ca Long. Không may cho tôi, lúc đó xe lửa từ Đồng Đăng đến Hà Nội không còn, thì ra sau khi có lệnh đóng cửa biên giới của Trung Cộng, nhà cầm quyền Việt Nam cũng ra lệnh ngưng, không cho xe lửa chuyên chở người Hoa về Đồng Đăng nữa. Do vậy, nếu tôi muốn về Hà Nội gấp, tôi phải đi đến Bắc Giang mới có xe lửa về Hà Nội. Còn không, tôi phải đi bộ về Bản Thi, chờ ở đó nhiều tuần, mới có một chuyến xe lửa về Bắc Giang. Đường đi từ Đồng Đăng về Bắc Giang xa cả mấy trăm cây số, đi bộ phải mất cả chục ngày trời. Còn về Bản Thi thì gần, nhưng lại phải chờ nhiều tuần mới có xe lửa. Sau khi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng, tôi lên đường đi Bản Thi trước. Nếu đến Bản Thi tôi đáp được xe lửa về Bắc Giang thì may. Còn không, tôi sẽ đi bộ tiếp về Bắc Giang. Trên đường đi tôi sẽ tìm cách qua Giang bất cứ loại xe tải nào, nếu thuận tiện. Trên chuyến tàu đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng thì tôi đã đóng giả người Hoa. Còn bây giờ, từ Đồng Đăng trở về Hà Nội thì tôi lại phải đóng vai thanh niên xung phong. Để đóng giả thanh niên xung phong, đầu tiên tôi chỉ vô sạp bán quần áo cũ, mua một bộ quần áo của bộ đội cũ, một chiếc nón cối và một đôi dép râu. Tất cả những thứ này là đồ dùng hàng ngày của thanh niên xung phong. Nhưng cũng được bày bán nhan nhản ở miền Bắc và bất cứ ai cũng có thể mua được. Thay bộ đồ thanh niên xung phong xong, tôi tìm đến một tiệm sách, mua một tấm hình Hồ Chí Minh cuộn tròn lại và một cuốn sách Ngục Trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh. Hai vật này tuy chẳng phải là hành trang cần thiết cho người đi đường bình thường, nhưng tôi biết với tôi lúc đó, nếu biết khai thác đúng lúc, đúng đối tượng để tạo nên cái vẻ thật tình cờ, nhiều khi nó còn giá trị hơn cả một tờ giấy thông hành. Quả nhiên, nhờ nó, tôi đã thoát chết ngay tối hôm đó. Chiều hôm đó, trong vai một thanh niên xung phong đi công tác, tôi đi bộ từ Đồng Đăng theo quốc lộ 4A tới thị xã Lạng Sơn. Trước đây qua điều nghiên trên bản đồ, tôi biết từ thị xã Lạng Sơn, nếu tôi tiếp tục đi bộ theo quốc lộ 4B, tôi sẽ tới được Tiên Yên, Hải Ninh, Móng Cái. Để rồi tại Móng Cái, tôi có thể bơi qua sông Ca Long, vượt biên sang bên Đông Hưng của Trung Cộng. Nhưng tuyến đường 4B không có xe lửa, còn nếu đi bộ thì tôi sẽ không đủ sức. Vả lại tôi cũng không biết đường xá ra sao. Vì vậy, thay vì rẽ trái theo quốc lộ 4B, tôi quyết định rẽ phải theo quốc lộ 1A để đi về Bắc Giang. Một khi đến được Bắc Giang, tôi hy vọng sẽ có xe lửa về Hà Nội. Bằng không, tôi sẽ cố gắng đi bộ tiếp về Bắc Ninh. Nơi này chắc chắn sẽ có xe lửa hoặc xe đò về Hà Nội thường xuyên mỗi ngày. Tôi tính toán thì như vậy, nhưng thực tế, có những chuyện bất ngờ xảy ra làm đảo lộn tất cả mọi chuyện. Đầu đuôi câu chuyện bất ngờ đó như sau. Sau khi rời khỏi thị xã Lạng Sơn được hơn chục cây số, thấy thỉnh thoảng có xe dân sự cũng như quân sự chạy cùng chiều, mà lần nào vẫy xe xin quá Giang cũng không được, nên tôi tìm đến một khúc đường cua. Khuân vài hòn đá lớn vứt ra đường, sau đó tôi ẩn trong bìa rừng chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe chạy tới. Trời lúc đó mới chập choạng tối, nên tôi vẫn nhìn rõ từ xa. Cả hai không phải là xe nhà binh, mà là loại xe tải. Phía sau không có mui trống trơn. Yên tâm, tôi chờ đợi sẵn sàng. Quả nhiên, khi xe chạy đến khúc quanh, gặp mấy tảng đá nằm ngổn ngang giữa đường. Hai chiếc xe đều bấm còi ầm ĩ, rồi chạy chậm hẳn lại, đủ cho tôi bám vào sau xe để nhảy lên xe an toàn. Ngồi trên xe, tôi thở một hơi dài khoan khoái. Từ phía sau, tôi ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ của buồng lái, thấy chỉ có một người tài xế mặc chiếc áo cộc tay. Tôi yên tâm phỏng đoán xe này sẽ chạy theo quốc lộ 1A tới Bắc Giang, hoặc ít nhất cũng phải tới Kép, là khu vực công nghiệp lớn trong vùng. Từ Kép tôi sẽ đi bộ tiếp tới Bắc Giang, không bao xa. Như vậy nếu mọi chuyện tốt đẹp, chỉ nội tối mai tôi sẽ có mặt tại Hà Nội. Chỉ có điều khi xe chạy tôi phải luôn luôn chú ý theo dõi đường xá, để bất cứ lúc nào nếu xe quẹo vô rừng bất tử, tôi phải biết ngay để tìm cách nhảy khỏi xe. Tuy trong bụng nghĩ như vậy, nhưng vì quá mệt mỏi trời lại tối, nên ngồi trong xe được một lúc chẳng may tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang ngủ mê man trên sàn xe, bỗng nhiên tôi giật mình vì những tiếng đập rầm rầm ngay sát bên tai. Vừa mới kịp mở mắt, tôi đã thấy mấy ánh đèn bấm loang loáng chiếu thẳng vào mặt. Hoảng hốt, tôi vội giơ tay lên che mặt, thì một bàn tay cứng nháp, rất khỏe và thô bạo, chộp lấy bàn tay tôi, rồi kéo mạnh. Khiến cả người tôi không tự chủ, bỗng đứng bật dậy. Hai chân tôi loạng choạng, trong khi cả người tôi chúi về phía trước. Sức kéo của người đàn ông rất mạnh, nên cả bả vai lẫn khuỷu tay của tôi bỗng đau buốt rồi tê đi. Giữa lúc tôi còn đang lao đao đứng chưa vững, thì bàn tay của người kia khẽ xoay nửa vòng, khiến cánh tay tôi bị vặn trái như vỏ đỗ, và cả thân thể tôi cũng bị vặn theo. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, thì đã thấy cả hai cánh tay của mình bị bẻ quẹo ra sau lưng và bị khóa chặt trong hai bàn tay cứng như thép nguội. Dưới sức gì của gã đàn ông, người tôi gập lại vì đau đớn. Trong ánh đèn bấm, tôi loáng thoáng thấy có mấy người đứng trên sàn xe, có tiếng quát lơ lớ giọng Nghệ An. Mày là ai? Tiếng quát chưa dứt, tôi đã quặn người vì một quả đấm móc xoáy ngay vô bụng. Tiếng quát thứ hai, ai cho mày lên xe? Tiếng quát chưa dứt, lại một quả đấm xoáy thứ hai. Tôi đau nghẹn cả họng, một luồng hơi lạnh buốt xông lên tận óc. Tôi đã từng bị đòn thù nhiều lần, nhưng quả thật chưa bao giờ tôi bị người khác đấm vào bụng mà lại đau khủng khiếp đến như vậy. Tiếng một người khác có vẻ người Hải Phòng làu nhào. Hỏi thằng chệt chó chết này làm quái gì, cứ đập chết mẹ nó đi rồi vứt xác nó xuống hố. Tiếp theo y giáng vào mặt tôi hai cái tát nảy lửa, mắt tôi hoa lên, miệng mặn mặn, giọng Hải Phòng lại làu nhào chửi. Địt mẹ mày, mày vứt đá chặn đường ông để đi xe không vé phải không? Câu nói chưa dứt, y đã đấm vào bụng vào ngực tôi 4-5 quả. Những trái đấm của y tuy không đau đớn và hiểm độc bằng quả đấm xoáy đầu tiên, nhưng cũng làm cho tôi nghẹn thở. Từ phía dưới xe, một người khác hét lên, giọng có vẻ chỉ huy. Tụi bay, đưa nó xuống đây! Nghe lệnh, tên có bàn tay thép liền kéo mạnh hai cánh tay, khiến cả người tôi rướn cong trong đau đớn. Cùng lúc y co giò đạp mạnh vào lưng tôi và buông hai bàn tay. Cả người tôi như chiếc diều đứt dây bay khỏi xe, rớt xuống cỏ lộn đi hai vòng. Tất cả mọi chuyện từ khi tôi bị gọi dậy cho đến khi bị đá té lộn trên sân cỏ, nói thì lâu nhưng xảy ra trong chớp nhoáng. Thấy thái độ hung hăng liều mạng coi mạng người như ngoé của đám tài xế công nhân xe tải, tôi hoảng hốt nghĩ chắc phen này tôi sẽ bị họ đánh chết. Nghĩ vậy, tôi cố gượng đứng dậy tính chạy trốn, nhưng cả sống lưng nhức buốt và cặp giò thì tê cứng, nên tôi lại té rụi xuống mặt đất. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng người nhảy huỳnh huỵch từ trên xe xuống đất, kèm theo tiếng la hét reo hò, đòi đánh tôi chết. Tôi vội lật ngửa người nhìn lại, thì thấy trong ánh đèn bấm loang loáng, 3-4 bóng người lố nhố lao tới, trong đó có cả người cầm gậy. Tôi nhắm mắt tuyệt vọng, vội vàng dùng hai tay ôm kín lấy đầu, chờ trận đòn khủng khiếp giáng xuống người. Giữa lúc tôi đang hoảng hốt tuyệt vọng, hai tay ôm đầu, hai chân co lại để che bụng, ngực, và cả người cong như con tôm, gồng mình chuẩn bị chịu đòn, thì bỗng từ trên xe có người la thật to, "Ê, dừng tay, đừng đánh nó nữa, nó không phải chệt đâu." Tiếng người khác hỏi lại, "Sao mày biết nó không phải chệt?" Rồi có tiếng người khác hét lên, "Tao bảo đảm nó là chệt đó mà, cứ đập chết nó rồi quăng nó xuống hồ cho cá ăn là xong." Một giọng khác nói có vẻ chỉ huy, "Khoan, tụi bay làm gì mà vội vậy? Nó có chạy mất đâu mà lo." Có tiếng chân người nhảy từ trên xe xuống. Lúc này tôi mới hé mắt nhìn. Trong ánh đèn bấm loang loáng và ánh đèn điện vàng vọt từ cổng trại, tôi thấy mấy tên đang đứng vây quanh tôi, dáng điệu hung dữ, nhưng tất cả đều quay đầu về phía người từ trên xe nhảy xuống. Lúc đó cả người tôi đau tê tái, nhưng qua ánh đèn tôi vẫn nhìn thấy tên đó cầm trên tay cuốn sách Ngục Trung Nhật Ký và tấm hình Hồ Chí Minh. Tên đó cầm cuốn sách trao cho tên cao to đeo xà cột đứng giữa và nói, "Báo cáo thủ trưởng, em thấy anh này mang theo cuốn Ngục Trung Nhật Ký của bác thì anh ta không thể nào là người Hoa được." Tên thủ trưởng cầm cuốn sách coi phía trước, lật phía sau, hỏi giọng hoài nghi, "Mày có chắc cuốn sách này của nó không?" "Thì xe của em xưa nay chỉ chở gỗ, có bao giờ chở sách đâu thưa thủ trưởng." Tên thủ trưởng chỉ tay vào bức hình cuộn tròn trong tay tên tài xế rồi hất cằm hỏi, "Còn cái đó là cái gì, mở ra coi."
Tên tài xế vâng lời, tháo dây mở tấm hình. Nhìn tấm hình thấy đó là hình Hồ Chí Minh. Tên thủ trưởng vội quay ra quát. Đủ má chúng mày, đánh đấm gì mà chẳng hỏi người ta một tiếng, cứ nhắm mắt mà đánh thôi. Dứt lời, tên thủ trưởng bước tới chỗ tôi nằm, thân mật cúi xuống, nâng tôi đứng dậy và nói. Đồng chí tha lỗi cho tụi nó vì chúng nó cứ tưởng đồng chí là điệp vụ Trung Cộng trá hình. Rồi một tay vỗ vỗ vai tôi, một tay nắm lấy tay tôi lắc lắc. Tên thủ trưởng hỏi giọng ngạc nhiên. Mà sao đồng chí không nói ngay từ đầu? Để cho hai bên khỏi bị hiểu lầm. Tôi méo miệng đau đớn. Thì các đồng chí đâu có hỏi nếp tẻ gì đâu. Tự dưng tôi đang ngủ là xuống vô đánh tôi liên tục. Có hở lúc nào đâu mà nói. Tên thủ trưởng cười xòe xòa. Thôi thôi, đồng chí thông cảm bỏ qua đi nghe. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải đoàn kết, trên dưới một lòng để đối phó với tụi Trung Cộng bá quyền. Tôi mỉm cười chua chát. Dù sao trước khi ra tay hành động, các đồng chí cũng phải hỏi han cho ra đầu ra đuôi chứ. Tên thủ trưởng thấp giọng. Nói thiệt với đồng chí nghe, tháng trước á, chúng tôi bị tụi Trung Cộng chơi một vố đau điếng. Hai chiếc xe bị đốt, một đồng chí tài xế bị chết thiêu, để lại vợ quá con côi ba đứa. Vì vậy tối nay khi xe về đến doanh trại, thấy đồng chí nằm ngủ trên xe là anh em cứ ngỡ là gián điệp Trung Cộng đột nhập, liền vội vàng ra tay xử lý tại chỗ. Thôi thôi, những chuyện đáng tiếc đã qua thì mình cho qua luôn đi. Bây giờ mời đồng chí vô doanh trại tụi tôi làm tô cháo gà, rồi anh em mình nói chuyện. Tôi cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện may rủi không thể nào lường trước được. Thôi thì tôi chỉ biết một lòng một dạ thành tâm cầu nguyện với Thượng Đế, với thầy và chị Phúc. Và tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Thầy tôi mất lúc đó đã được hơn 4 năm. Tôi tin tưởng thầy tôi luôn luôn phù hộ cho tôi. Còn chị Phúc mất khi chị mới có 4 tuổi, tôi mới được 2 tuổi. Nhiều người thân của tôi vẫn nói chị Phúc của tôi mất khi còn bé như vậy nên rất thiêng. Những khi dỗ chạp đốt hương trên mộ của chị, bao giờ cây nhang cũng cháy đỏ lừ, dù trời thật lặng gió. Đã vậy, lần nào đốt nhang cũng có bướm trắng rất to xuất hiện, bay chập chờn trước mộ. Suốt thời gian mười mấy năm trời, kể từ khi biết nghĩ cho đến khi tôi phải lên đường đi bộ đội, năm nào Tết đến, dù lạnh lẽo, mưa phùn, gió bấc đến thế nào đi nữa, tôi cũng lẽo đẽo theo thầy về quê thăm mộ. Trời lúc đó tuy tối, nhưng nhờ ánh đèn điện vàng vọt chung quanh trại, tôi cũng thấy được hai chữ quyết thắng ở ngay trên cổng. Doanh trại là ba dãy lán tập thể song song, dài khoảng 20 thước, dãy nọ cách dãy kia khoảng 10 thước, tất cả đều giống nhau, làm bằng gỗ, vách nứa, mái lập tranh, nền bằng đất nện lồi lõm. Hai đầu của doanh trại đều có bãi đậu xe với khoảng vài chục chiếc đủ loại. Bước vào dãy lán ở giữa, tôi thấy có chiếc bàn gỗ sơ sài nhưng chắc chắn chạy dài cùng với hai hàng ghế làm bằng thân tre ghép chạy dọc hai bên. Trên bàn là nồi cháo thịt to bốc khói nghi ngút. Tên thủ trưởng cầm cuốn nhục trung nhật ký và bức hình Hồ Chí Minh đã cuộn lại, trịnh trọng đặt trước mặt tôi, rồi đích thân múc cháo ra chiếc bát sắt sơn màu xanh lá cây trao cho tôi. Trong lúc ăn, tên thủ trưởng cũng hỏi tên tuổi của tôi, làm gì, đi đâu, tại sao lại liều mạng nhảy xe quá giang. Với tất cả những tin tức tôi đã thâu lượm về các đơn vị thanh niên xung phong hiện đang đóng tại quận Cao Lộc, Lạng Sơn, tôi trả lời trôi chảy những câu hỏi của y. Qua thái độ thân thiện của tên thủ trưởng, tôi hiểu y hỏi cho qua chuyện, chứ y không hề mảy may nghi ngờ gì tôi. Tôi không ngờ cuốn ngục trung nhật ký và bức hình Hồ Chí Minh trong tay tôi lại có thể có giá trị to lớn, xua tan mọi nghi ngờ của y đến như vậy. Cũng nhờ kinh nghiệm quý báu này mà sau đó, trên đường từ Hải Phòng đi Móng Cái, tôi tiếp tục dùng cuốn ngục trung nhật ký và bức hình Hồ Chí Minh để vượt qua nhiều trạm gác nguy hiểm của Cộng sản. Thậm chí ngay cả khi thị trấn Móng Cái đã nằm trong tình trạng quân quản, trên mọi đường phố, các cửa tiệm của thị trấn đều kín đặc bộ đội các binh chủng, tôi vẫn lọt vô thị trấn một cách dễ dàng đàng hoàng, ngồi ăn ngay tại tiệm ăn của thị trấn, mà không một ai tra vấn giấy tờ. Lý do là trên bàn ăn tôi đã để sẵn cuốn ngục trung nhật ký và tấm hình Hồ Chí Minh. Ngay tối hôm đó, sau khi ăn cháo gà xong, mặc dù bả vai bên phải của tôi còn bị nhức buốt, tôi vẫn xin quá giang xe của đơn vị vận tải quyết thắng đi Bắc Giang. Khi chia tay, tên thủ trưởng còn dúi vào tay tôi gói thuốc lá và mấy viên kẹo dừa. Cả hai đều mang nhãn hiệu Trung Quốc.
Người tài xế lái xe đi Bắc Giang là một thanh niên tuổi mới ngoài 20 tên là Hải. Tuổi tôi lúc đó cũng chỉ 26, nhưng không hiểu sao Hải cứ gọi tôi là chú, xưng con ngọt xớt. Tôi cũng không mất thì giờ cải chính, Hải người Hải Phòng, nhưng nói năng lễ phép, cử chỉ rụt rè, khác hẳn phần đông những tài xế gốc Hải Phòng thường ngang tàng, coi trời bằng vung, mở miệng là chửi thề. Trên chặng đường từ Đông Sơn đến Bắc Giang, Hải kể cho tôi nghe những câu chuyện kinh tâm động phách của công ty lái xe Quyết Thắng. Thì ra ngay cạnh doanh trại của công ty có một cái hồ rất lớn. Ở đó trong mấy tháng gần đây, các tài xế của công ty Quyết Thắng đã đánh chết rồi vứt xác xuống hồ rất nhiều người Hoa đi buôn lậu. Khi họ đi khóa giang xe của công ty, tôi không biết chuyện của Hải đúng hay sai đến mức độ nào, nhưng quả thật tôi đã rùng mình khi nhớ lại lúc tôi bị đánh đã có người hô to, đập tôi chết rồi vứt xác xuống hồ cho cá ăn. Nếu tôi không khôn ngoan mua cuốn Ngục Trung Nhật Ký và bức hình Hồ Chí Minh, có lẽ giờ này tôi đã chìm sâu dưới hồ làm mồi cho cá rồi. Gia đình Hải cũng là một bi kịch, nạn nhân của chế độ Cộng sản. Bố Hải trước năm 1954 đi lính cho Pháp. Đến khi Pháp và Việt Minh ký hiệp định Geneva, cả gia đình đã định di cư vào Nam. Nhưng vì bố Hải lo đi bán ngôi nhà ở Hà Nội nên cả nhà bị kẹt lại. Sau đó bố Hải bị đi cải tạo ở vùng rừng thiêng nước độc rồi bị chết vì sốt rét. Mẹ Hải là giáo viên dạy toán nên được chế độ Cộng sản dùng một thời gian với đồng lương thu dung. Sau đó bị sa thải. Em trai của Hải là Phòng mới 16 tuổi đã bị chết vì đáp ổ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ năm 67. Hải là người con trai duy nhất còn lại nên được miễn nghĩa vụ quân sự, không phải đi xâm lăng miền Nam. Đến gần đây, trước nguy cơ bị Trung Cộng bá quyền xâm lăng, công ty của Hải bị nhà nước trưng dụng thành lực lượng giao thông vận tải bán quân sự nên phải chuyển từ Hải Phòng đến Lạng Sơn. Xe chạy suốt đêm cho đến sáng hôm sau, tôi đến được thị xã Bắc Giang. Sau khi chia tay Hải, tôi hỏi thăm đường đến ga xe lửa và chờ đến trưa hôm đó tôi đáp chuyến tàu chợ về Hà Nội. Xuống ga Hàng Cỏ, tôi định về nhà mẹ nhưng không hiểu sao tôi thấy trong người nôn nóng bồn chồn lạ lùng. Tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng hay sắp xảy ra cho tôi. Cảm giác kỳ lạ này xảy ra với tôi vài lần và lần nào cũng đúng. Nên suy nghĩ một hồi chẳng hiểu sao tôi quyết định đi bộ đến nhà lão Z để hỏi xin địa chỉ người quen của lão ở Hải Phòng. Để có thể quan sát từ xa nơi định đến có an toàn không, bao giờ tôi cũng có thói quen đi ở bên dãy phố đối diện. Nhờ vậy hôm đó thật may mắn. Khi cách nhà lão Z khoảng hơn 100 thước, tôi đã thấy một đám đông công an áo vàng và bộ đội tụ tập trước nhà lão. Cặp cuốn sách Ngục Trung Nhật Ký trong nách, tay cầm bức hình Hồ Chí Minh, tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên đi qua nhà lão Z ở phía bên này đường. Qua được khoảng 200 thước, tôi tìm cách băng qua đường để có thể đứng lại nhìn về phía nhà của lão Z, theo dõi động tĩnh. Sau vài phút tôi thấy từ trong nhà lão một toán công an đi ra cùng với hai bố con lão Z và một thiếu phụ. Cả ba đều bị còng tay và bị bịt mắt. Tất cả đều bị giải lên xe bít bùng. Không đầy 5 phút sau, xe tù chuyển bánh. Đám công an lên xe máy 2 bánh hoặc 3 bánh. Riêng đám bộ đội thì nhảy lên một xe tải quân sự có 2 hàng ghế ở hai bên. Còn lại 2 tên công an khác lặng lẽ đi vào trong nhà lão Z, đóng kín cửa lại. Tôi đoán ngay 2 tên công an đó ở lại với mục đích âm thầm theo dõi và thộp cổ tất cả những ai đến thăm lão Z sau đó. Thấy vậy tôi sợ rợn cả người. Nếu tôi không tình cờ trở lại nhà lão Z đúng giờ, phút đó, làm sao tôi nhìn thấy tận mắt cuộc bắt giữ hai bố con lão Z? Và nếu tôi trở lại gõ cửa nhà lão Z, dù bất cứ lúc nào sau khi lão Z bị bắt, chắc chắn tôi cũng sẽ bị công an tóm cổ. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy cái rủi ro bị đám tài xế của công ty Quyết Thắng hành hung, rồi được tha, được đi quá giang xe đến Bắc Giang, là cả một loạt những diễn tiến trong cái rủi có cái may. Để cuối cùng, cái may mắn lớn nhất của tôi là thoát khỏi còng sắt của công an đang chờ sẵn ở nhà lão Z. Lững thững bước trở lại ga Hàng Cỏ, tôi quyết định ghé thăm mẹ vài tiếng đồng hồ, rồi lên đường đi Hải Phòng ngay hôm đó. Lúc ấy tôi cảm thấy chung quanh tôi những nguy hiểm đang bủa vây, móng vuốt của kẻ thù đang rình rập. Và nếu tôi lần khân ở lại Hà Nội thêm 1-2 ngày, chắc chắn tôi sẽ bị bắt. Rất tiếc tối hôm đó mẹ tôi không có ở nhà. Căn nhà trong ngõ hẻm vẫn âm u, ánh đèn điện vàng vọt từ ngọn đèn đường không đủ xua tan bóng đêm, và những mảng tối đen thẫm
của những tòa nhà cao to chung quanh. Đẩy chiếc cổng gỗ, tôi bước vào trong nhà, rồi tần ngần đứng trước cửa, thò tay lên chiếc hộp quen thuộc. Tôi vẫn thấy chiếc chìa khóa cửa mẹ tôi giấu ở trên đó. Cầm chiếc chìa khóa trên tay lúc ấy, tôi rất muốn mở cửa, bước vô nhà nằm ngủ một giấc trên chiếc giường của mẹ, để rồi giật mình xúc động khi được mẹ tôi về nhà đánh thức dậy. Nhưng tôi hiểu, đằng sau mọi sự bịn rịn vì hạnh phúc luôn tiềm ẩn những nguy cơ, nhất là trong hoàn cảnh của tôi lúc đó. Dù có được hạnh phúc gặp lại mẹ trong chốc lát thì rồi khi chia tay, tôi cũng chỉ mang lại cho mẹ những khổ đau của biệt ly mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tôi thở dài đau đớn, bỏ lại chiếc chìa khóa vô học rồi bước ra vườn. Tôi muốn tìm một bông hoa nhưng không thấy nên tôi ngắt một cành lá chỗ gần ngọn, không biết là của cây gì, đem nhét vào dưới khe cửa. Tôi hy vọng khi trở về nhìn thấy cành lá, mẹ tôi sẽ đoán biết tôi đã trở lại thăm mẹ. Xong xuôi, tôi áp má vào cánh cửa, nói mấy lời thì thầm tạm biệt mẹ, mà lòng nghe rưng rưng đớn đau và nước mắt lã chã rơi mặn đắng trong miệng của tôi. Các bạn vừa nghe xong phần 25. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 26.